trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trải bài Tình yêu bao giờ mới tới, dành cho các bạn nào còn độc thân. Đây là một cái trải bài các bạn sẽ chọn tụ bài, và mình chỉ nói những điều cần nói chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Và các bạn lựa chọn tụ bài tùy theo năng lượng của mình. Các bạn nhắm mắt lại và lựa chọn theo cảm nhận của mình. Điểm từ 1 tới 10 là các bạn chọn cái tụ bài có trái tim màu tím, trái tim màu xanh và trái tim màu hồng. Sau đây mình sẽ đếm từ 1 tới 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ gửi vào trục trái bài Khi nào tình yêu mới đến, dành cho tụ trái tim màu tím. Và trong trải bài này các bạn có lá Queen of Swords, nữ hoàng kiếm. Các bạn có lá Five of Swords, năm gậy. Kế đến nữa là các bạn có Queen of Wands, nữ hoàng gậy. Sau đây mình sẽ giải thích từng lá bài cho các bạn. Lá bài đầu tiên đại diện cho tình huống hiện tại của bạn. Có một dấu hiệu cho thấy bạn đang cảm thấy bị phụ thuộc vào người khác, hoặc là không có được sự tự do và độc lập mà bạn khao khát. Có một cái gì đó bạn bị rối loạn về chức năng. Có một cái nhân vật là người phụ nữ rất là lạnh lùng, hoặc một người gì đó gây rất là khó dễ cho bạn trong cuộc sống. Một người phụ nữ lớn tuổi mà cố gắng kéo bạn xuống bằng cách tung ra những tin đồn ác ý hoặc là chỉ trích bạn quá mức. Và đây là một cái thời điểm là bạn cảm thấy là bạn bị mất mát và tổn thương một bản thân rất nhiều. Nhưng bạn lại sử dụng cái lời biện minh của mình để che lấp tất cả mọi thứ. Do đó bạn cảm thấy rất khó chịu trong người của mình. Bạn thiếu đi sự đồng cảm với người xung quanh. Bạn bị ám ảnh về quá khứ. Đây là cái thời gian bạn phải sống khác đi, không có được tiêu cực nữa. Bởi vì đây là một cái thời điểm, nếu các bạn muốn có tình yêu đến thì các bạn phải thực sự sống với chính mình, thoát ra những tiêu cực, phải khoan nhượng, phải lạc quan hơn và yêu cuộc đời. Và có nhân vật trong đây có thể là không khí như là Bảo Bình, Song Tử hoặc Thiên Bình nha các bạn. Khi mà bạn thoát ra khỏi cái sự chỉ trích khó chịu của người phụ nữ lớn tuổi nào đó xuất hiện trong mối quan hệ, gây ảnh hưởng, làm cho bạn kìm nén cái nỗi đau trong quá khứ của mình, và nó ngăn chặn cho bạn mở lòng hoàn toàn ra để trở thành, tìm kiếm một cái đối tác yêu thương, trung thành, tốt bụng, mà để bạn có thể trở thành một người thực sự của mình. Không có phải vì những cái lời chỉ trích của người ta mà bạn biến mình thành một người khác. Và chỉ khi nào tình yêu đến, bạn dẹp bỏ cái tư tưởng là bạn kiếm một ai đó bạn có thể phụ thuộc, người đó sẽ lo cho bạn về mặt tài chính hay cái gì đó, hay dựa dẫm. Khi mà bạn dẹp bỏ cái tư tưởng này, dẹp bỏ cái bi quan và tiêu cực của mình, thì bạn mới có cái tình yêu mới. Tại vì sao? Mình cần một người lạc quan, cần biết sống chính đôi chân của mình, biết tạo ra những cái giá trị cho bản thân. Bởi vì chính bản thân bạn có thể thay đổi cái quan điểm của mình, nhìn nhận về vấn đề đó. Mình biết là bạn cần thời gian để đau buồn, giải tỏa sự tức giận mà bạn đang mang. Nhưng mà bạn đừng có trút nỗi buồn của mình vào những cái người khác. Như vậy nó sẽ biến bạn thành một con người rất là cáu gắt, rất là khó chịu. Bạn có quyền lựa chọn cách đối phó những gì bạn đã trải qua. Bạn có thể thay đổi những gì xảy ra. Bạn có thể quyết định xem bạn sẽ học hỏi gì từ những cái bài học, từ những cái quá khứ đau buồn của mình, để biến mình thành một người tốt hơn. Có thể một số bạn đang gặp một cái vấn đề về hiếm muộn hoặc là vô sinh. Thì các bạn đừng có buồn cái này. Bạn phải biết tìm trạng thái cân bằng. Khi mà tình yêu đủ lớn, cái gì có con cái hay không không quan trọng. Mình có thể sinh con nuôi, mình có thể thụ tinh nhân tạo. Tất cả mọi thứ đều các bạn có thể rút kinh nghiệm được và tiến lên về phía trước. Và việc bạn cần làm ngay lúc này là bạn cần phải có sự chữa lành trong quá khứ với sự hỗ trợ và hướng dẫn của người khác. Bạn nên tìm một cái người nào tin cậy, hiểu biết và làm cho bạn, phụ bạn trên con đường này. Bởi vì không ai có chính bạn có thể thay thế được. Nếu mình thiếu kiến thức, mình phải nên học hỏi từ người khác và biết chọn những gì phù hợp với mình. Tiếp theo là những cái chướng ngại vật mà bạn có thể vượt qua để đạt được tình yêu bạn mong muốn. Bạn có lá năm gậy. Khi mà lá bài này xuất hiện thì các bạn phải chuẩn bị cho một cuộc cạnh tranh rất là gay gắt, những bất đồng, bất hòa ngự trị khi lá bài nằm trong trải bài. Tuy nhiên kết quả nó sẽ không có xấu đâu bạn, nếu như bạn biết sẵn sàng giữ vị trí của mình.
vượt qua những thử thách mà cuộc đời đưa ra cho bạn thì bạn sẽ đạt được những gì bạn muốn. Và mình thấy rồi, cái này là bạn phải vượt qua chính bạn thôi. Bạn vượt qua những cá tính hay cái tôi xung đột, dồn nén năng lượng quá lâu, tạo nên sự hung hăng, cáu kỉnh và thất vọng trong bạn. Bạn có thể là bạn thiếu sự hợp tác, thiếu kiểm soát, hỗn loạn, đôi khi bạn sống rất cẩu thả. Bạn nên học cách hòa hiệp với những người xung quanh như đồng nghiệp và gia đình. Khi bạn phải cạnh tranh trong vấn đề của môi trường, thì các bạn biết là cái thành công của bạn là sẽ giành lấy những gì bạn phải chiến đấu với nó. Và có rất nhiều cái tôi lớn mà bạn cần phải đối mặt. Và có một số bạn có thể là gặp vì vấn đề tài chính, do đó các bạn không có muốn tiến tình yêu, cảm thấy sự xung đột của bạn với tiền bạc chẳng hạn, tranh cãi vì chi tiêu quá mức, hay là cái đối tác kinh doanh phải đấu tranh để kiếm ra tiền trong giao dịch mua bán làm bạn bị suy sụp. Nhưng mà đây, nếu như các bạn muốn có một cái tình yêu thì thấy rằng bạn phải vượt qua được cái cuộc sống hỗn loạn ngay lúc này, và chỉ ra rằng cái người khác sẽ đến với bạn để cạnh tranh sự hung hút, thì bạn cũng phải biết tận hưởng sự chú ý và đừng có sâu chuỗi những cái tiêu cực nó quá nhiều để khiến cho bạn trở nên khó chịu và khó tìm được một người. Bởi vì không có ai hoàn hảo các bạn, mỗi người đều có sự tốt và không tốt, thì bạn nên nhìn cái tốt. Bạn cảm thấy bạn chấp nhận được cái xấu của người khác thì từ đó bạn sẽ kiếm tình yêu rất là dễ. Bởi vì nhớ là mình đến với nhau để phát triển bản thân, để hoàn thiện, chứ không phải đến với nhau để phán xét hoặc là cáu kỉnh. Và cái điều ngăn cản duy nhất là các bạn phải chiến đấu với cái tôi của chính bạn, vượt qua những cái khó khăn, những cái khó chịu, những cái hỗn động của bạn. Tình yêu chỉ thực sự đến khi bạn biết tiếp cận vấn đề một cách đầy năng lượng, biết quản lý cuộc sống của mình. Khi mà các bạn nạp đầy cái sự nhiệt quyết và giải quyết mọi vấn đề một cách là thích thú, và phải trở thành một người độc lập, tự tin và lạc quan, phải có một sự hấp dẫn về giới tính dồi dào, phải có một nguồn năng lượng thực sự là lớn, một người đa năng và sức chúng, cái mặt tiêu cực phải dẹp bỏ cái sự hỗn loạn và nóng nảy trong mình. Khi mà bạn biết gánh vác trong cuộc sống, biết tổ chức lại cuộc sống của mình và không có sống dựa dẫm với người khác, biết cho đi và giúp đỡ đối tác, thì từ đó bạn có thể là có được tình yêu thực sự. Và trong mối quan hệ, bạn hãy nhớ là nếu bạn can thiệp vào việc của đối tác thì họ sẽ không có biết ơn và sẽ xa rời bạn rất là nhiều. Nó khiến cho bạn là không nên đảm đương với mọi việc vô tổ chức hoặc cực kỳ mà hỗn độn. Bạn phải biết được rằng cái việc cản trở người khác là một cái việc tánh là xấu. Mình không có nên sống nhìn vào lỗi của người ta để mình đòi hỏi hay mình hống hách hoặc tự đề cao, tự cho mình là đúng. Cái điều này sẽ gây ra một cái dấu hiệu rất là tệ cho mối quan hệ của bạn. Bạn phải sửa nó thì bạn mới có tình yêu. Và cái điều này chứng tỏ chính bản thân bạn là cái người thiếu tự tin, hoặc là thiếu đi niềm tin vào bản thân của mình. Do đó bạn cảm thấy là phải xù lông ra để lôi kéo hoặc cai cú, hoặc là khó chịu với những người xung quanh. Cái điều này hoàn toàn không tốt bạn. Mình phải dịu dàng, mình phải sử dụng là ái ngữ, biết lắng nghe, biết chăm sóc, biết yêu thương, biết cho đi. Nữa là bạn phải yêu bản thân của mình, đưa những cái giá trị thực sự vào con người mình, tìm đến những cái năng lượng tốt, tránh xa những năng lượng tiêu cực, sống thật là nhẹ nhàng và thanh tao. Và cái lá bài này nó cũng nói là các bạn đang có vấn đề về sinh sản, đang vật lộn với thiên chức là mẹ. Hãy quên cái chuyện đó đi bạn, đó không phải là một phần trong cuộc sống. Nó cần nhưng mà không phải là tất cả. Do đó các bạn phải làm cái gì đó để xây dựng sự tự tin trong chính bạn, và làm những cái điều khiến bạn cảm thấy là mình có quyền tự chủ trong cuộc sống này. Hay có một cái người sẽ phù hợp xuất hiện đúng như cái phẩm chất mà khi bạn thay đổi mình tốt hơn, nhất định cái người đó sẽ đến phù hợp với năng lượng của bạn. Sau đây là thông điệp của Oracle muốn gửi đến cho các bạn. Chính bạn là cái người phải vượt qua cái nỗi thất vọng và những khó khăn trong cuộc sống. Bạn phải làm việc với chính mình và cho phép của mình phải tiến triển hơn những lần trước theo cái sự hướng dẫn của ánh sáng thiên thần. Những cái thiên thần hộ mệnh sẽ đi theo bạn, đồng hành cùng bạn. Các thiên thần này sẽ đi theo bên cạnh bạn theo những cái bước đường thành công trong tất cả mọi mặt về cuộc sống. Thay đổi chính mình chính là hạnh phúc, mà mong muốn thay đổi người khác chỉ gây ra sự đau khổ thôi nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi đến cho tụ trái tim màu xanh. Bao giờ tình yêu mới đến dành cho những bạn độc thân.
Và trong trải bài của các bạn có lá Ace of Cups, 8 ly. Kế đến nữa là các bạn có lá Justice, là phán xét. Và kế đến nữa là các bạn sẽ có lá 4 ly Four of Cups. Và sau đây mình sẽ dịch trải bài. Lá bài đầu tiên chính là lá bài cho tình huống hiện tại của bạn. Và câu chuyện của bạn là phải học cách từ bỏ và buông bỏ. Có thể là bạn đã chọn để lại một cái mối quan hệ tình bạn hoặc gia đình và công việc. Chính bạn muốn giữ lấy nó, bạn không dám đối mặt với sự thay đổi. Đây là một cái hành trình bạn cần phải vượt qua mình. Bạn phải vượt qua rằng cái sự buông bỏ và chấp nhận những gì đang có. Và có thể của sự thay đổi nó sẽ thay thế dễ dàng và lạnh mạnh hơn nhiều những gì mà bạn đang giữ lấy trong lòng của mình. Bản thân của bạn đang có thấy sự cần phải từ bỏ một cái việc gì đó. Bạn đang có bị cảm giác là bạn bị rời xa mọi người trong tình huống cuộc sống, hoặc từ bỏ những kế hoạch về cuộc đời của mình, về công việc, về sự nghiệp. Bạn thấy sự thất vọng và bạn đang trốn tránh và quay lưng với tất cả và để lại cái tình huống xấu. Bạn bỏ rời đi, bạn không có nhìn nhận là những quá khứ sai lầm mình đã gây ra. Đây là một cái sự cho thấy bạn rất là kiệt sức và mệt mỏi khi bạn muốn quyết định một vấn đề gì đó. Có sự trốn chạy ở trong đây nha các bạn. Và điều cần là cần bạn phải có sức mạnh và lòng dũng cảm để bạn bước ra khỏi những cái quyết định, những tình huống xấu xa trước kia mình gặp phải, hay là bạn để lại một cái hậu quả cho ai đó, một sự việc nào đó, thì bạn mới có một tương lai tốt. Còn không là bạn sẽ có một cái tương lai không xác định và cũng sẽ không có tình yêu luôn. Nếu như các bạn cảm thấy mình không có muốn dấn thân vào những cái việc gì mới, không chấp nhận cái gì mà mình đã gây ra, thực sự là bạn phải hiểu cái nội tâm của mình, biết phân tích bản thân và đi tìm kiếm cái sự thật đâu là mình mong muốn nhất. Và cái vấn đề về việc làm, về sự nghiệp, bạn cảm thấy là bạn không còn thỏa mãn trong công việc nữa. Bạn thấy là mình không đi đúng hướng trong sự nghiệp và đang cân nhắc để thay đổi cái sự nghiệp của mình một cách hoàn toàn khác. Có thể bạn bị bỏ rơi hoặc là bạn bỏ rơi người ta. Đây là cái thấy là cả hai bạn, một trong hai, đang cứ rời xa cái mối quan hệ. Và nếu như bạn đang tìm kiếm tình yêu thì cho thấy cái sự cô đơn và mệt mỏi khi bạn muốn bắt đầu một quan hệ mới. Đây là dấu hiệu bạn sợ bị bỏ rơi, bạn sợ là bị lặp lại những cái quá khứ tồi tệ, hoặc ngăn bạn tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng vào những người mà có sự quan tâm đến bạn. Lá bài thứ hai, nó sẽ nói về những cái ngăn cản cho bạn tìm được tình yêu đích thực. Có một ai đó đã đối xử sai với bạn, hoặc làm tổn thương bạn, hoặc là bạn lòng tổn thương ai đó. Đây là cái thời điểm bạn phải giải quyết những cái vấn đề cũ của mình, chịu trách nhiệm về tất cả các hành động của mình, không có được chối bỏ. Bởi vì đây là lá bài của công lý. Việc bạn phải tập trung vào giải quyết những sai trái của chính mình và nhận được những gì mà chúng ta còn mắc nợ, kể cả các nghiệp tốt hoặc là xấu. Và nó được thường kết nối với những cái vấn đề về pháp luật. Sống này có nhiều diễn ra như một cái đấu trường cạnh tranh rất là lớn. Nhưng bạn yên tâm đi, tất cả sẽ có một kết quả công bằng, bởi vì công lý là cái nơi sân chơi cho tất cả mọi người. Đây là cái thời điểm bạn cảm thấy là mình gặp cái hậu quả về nghiệp báo. Bạn phải xem xét là những cái hoàn cảnh cho mình, bối cảnh đó mình đã làm cái gì chở mình ngày hôm nay. Có những cái bài học nào bạn nên học từ cái quá khứ và hiện tại của mình không? Điều quan trọng là bạn phải tập cho mình cái tính sự thật và tính trực. Bởi vì hơn bao giờ hết, coi trọng sự trung thực và liêm chính là cái điều bạn phải cần nhất ngay lúc này. Sẽ có những cái trường hợp nằm ngoài cái tầm kiểm soát của bạn, bạn không có biết tại sao nó đến. Bằng dù gì nữa thì bạn cũng phải cố gắng giữ cho mình ổn định khi cái vấn đề này xảy ra. Bởi vì bạn chính là cái người sẽ cân nhắc tất cả các lựa chọn trong cuộc sống của mình. Bạn muốn cân bằng cái suy nghĩ, cái nội tại mình hay không là do chính bạn tự quyết định. Và thì khi nào bạn đối xử với người khác một cách chính trực và tử tế, và đối xử tốt trong mối quan hệ, thì tình yêu sẽ đưa cho bạn đến một cái người thực sự yêu thương bước vào đời của mình. Và tình cảm của bạn sẽ có khi bạn biết thực sự hành xử về cách cư xử của mình đối với đối tác. Cả hai đều phải trung thực và hành động chính trực trong mối quan hệ thì tất cả các tình yêu thực sự là đến với các bạn. Và tình yêu sẽ đến khi nào các bạn bỏ qua được cái những cảm giác trì trệ và bế tắc trong cuộc sống của mình. Bởi vì bạn đang tập trung quá nhiều thứ đang diễn ra không như ý muốn, nên bạn không có nhìn rõ những cái
tích cực xung quanh bạn và làm thế nào để bạn tiến về phía trước. Bạn đang gặp khó khăn khi cảm thấy mình không có động lực hoặc để quyết định cái gì lớn trong cuộc đời của mình bị ảnh hưởng bởi phía bên ngoài quá nhiều. Bạn hãy lùi lại đi và xem điều gì thực sự quan trọng. Hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh và nắm bắt cơ hội để thay đổi hoàn cảnh của mình. Bạn sẽ tạo ra một thế giới là khác. Tất cả những gì bạn cần đều ở trước mặt hết á. Bỏ qua cái nỗi sợ hãi của mình, bỏ qua những cái nghi ngờ tiêu cực, bởi vì nó sẽ làm cho bạn lựa chọn rất là sai và không có giúp cho bạn tiến bộ hơn. Và ở một số người sẽ có dấu hiệu trầm cảm, tiêu cực hoặc là hờ ơ. Và các bạn bỏ lỡ ra những cơ hội, đang bị hối hận và tiếc nuối rất nhiều trong cuộc sống của mình. Bạn đang tập trung quá nhiều vào điều tiêu cực và cảm giác là bạn mất tất cả, mất đi niềm đam mê và động lực trong cuộc sống này. Khi nào bạn chú ý đến những cơ hội hoặc đề nghị dành cho bạn, và các bạn phải xem là những cái vấn đề này sẽ dẫn cho bạn thoát khỏi những cái hoài cõi, những cái mơ mộng xa xưa. Nó sẽ tiến lên phía trước rất là nhiều. Đừng có bỏ lỡ những cái lời đề nghị, bỏ lỡ những cơ hội đến với mình. Khi nào bạn dẹp bỏ cái sự hối hận về những sai lầm của mình trong quá khứ về tình yêu, bởi vì bạn quá tập trung vào những gì còn thiếu trong cuộc sống tình cảm của bạn và các mối quan hệ bạn đã trải qua, bạn bỏ lỡ những cơ hội tình yêu đang ngay trước mặt mình. Đừng có gạt bỏ những đối tác tiềm năng hoặc những lời mời hẹn hò ra khỏi tầm tay của mình nữa. Và mình mong là các bạn phải tập trung vào cái bản thân mình hơn, biết ơn những gì bạn đã có, mở lòng đón nhận những cơ hội xung quanh mình. Bạn sẽ thấy là mọi thứ sẽ được cải thiện rất là nhiều. Đừng có bận rộn đi ghen tị với cuộc sống của người khác. Bạn biết là cơ hội xung quanh sẽ có cái cơ hội tình yêu đến phù hợp với mình nhất khi các bạn biết thay đổi bản thân mình. Thông điệp Oracle là phải biết cho và nhận. Tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống trên vũ trụ này đều theo một cái vòng rất là tương tự nhau, giống như hơi thở của bạn hít ra và hít vào. Khi mà bạn chỉ biết cho đi không, hoặc là bạn biết chấp nhận đi không, thì cái việc này bạn sẽ trở thành một cái người thoát khỏi ra cái dòng xoay của vũ trụ. Và để tối ưu về sức khỏe, tiền tài, tình yêu, sự nghiệp, thì bạn phải biết cân bằng giữa việc cho đi và nhận vào, bởi vì đây là một cái quy luật rất là tự nhiên của vũ trụ. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trải bài của tụ trái tim màu hồng cho chủ đề tình yêu bao giờ mới tới dành cho các bạn độc thân. Và trong trải bài này các bạn có những lá bài như sau. Lá bài The Hanged Man là một người bị mắc kẹt trên cành cây. Và lá thứ hai các bạn có lá Full Tiền King of Pentacles. Kế đến nữa là các bạn có lá Bay of Swords. Và lá bài đầu tiên đó chính là bài đại diện cho cái hiện tại của bạn. Bạn là một người rất là khỏe mạnh, bạn đang sống cuộc sống của mình. Nhưng mà các bạn đang có cảm giác đó, đình chỉ, không thể và có thể không muốn thực hiện thêm cái hành động nào khác trong cuộc sống của mình nữa. Bạn bị mắc kẹt trên cái đường đi của mình, giống như là bạn đang tự mắc kẹt vào đúng cái bẫy của chính mình tạo ra vậy đó. Đặc biệt là những cái bạn đang đi tìm kiếm một cái bước đi tiếp theo cho mình, nhưng mà các bạn đang bị mắc kẹt dữ lắm. Bạn phải tìm ra cái lối đi cho mình nha các bạn ơi. Trong cuộc sống này có thể là bạn đang không hài lòng với tất cả mọi chuyện. Bạn cảm thấy là mình đang bị mắc kẹt ở trên con đường, bị mắc kẹt trong những tình huống mà khốn khổ tâm trí, nó làm cho bạn không có hạnh phúc. Nhưng mà bạn biết rằng là bạn có cái sức mạnh để giải phóng bản thân của mình. Đơn giản là các bạn hãy tránh xa cái việc xấu đó, hoặc cái hoàn cảnh đó, hoặc là chỉ thay đổi cái quan điểm của bạn về cái vấn đề đó. Nó báo hiệu là bạn đang phải đối mặt với cái tình huống tiến thoái lưỡng nan và không chắc chắn về con đường mình phải đi. Và bạn cần phải bước ra cái vỏ bọc của chính mình, nhìn nhận tình hình của mình với góc độ khác nhau, và hãy cho cái thời gian để mình được thư giãn. Ngừng cố gắng kiểm soát mọi thứ, cứ để chúng diễn ra tự nhiên. Do dấu hiệu là bạn có không hài lòng về các mối quan hệ cũ đã diễn ra, do đó nó ngăn cản cho các bạn tiến tới những mối quan hệ tới. Dần dần bạn đánh giá vào các mối quan hệ một cách rất là tiêu cực. Bạn phải cần xem xét là cái nhận thức của mình về cái mối quan hệ tình cảm như thế nào, tập trung vào các khía cạnh tích cực của mối quan hệ thay vì lo lắng về những cái vấn đề tiêu cực của người ta. Và bạn thực sự không có giải phóng bản thân của mình ra khỏi những tình huống
và ý tưởng của những người làm bạn không hạnh phúc. Việc này là bạn phải giải phóng ra mình ra khỏi những cái mối quan hệ tiêu cực cũ hồi xưa. Và các bạn cũng nên dẹp bỏ đi những cái định kiến cứng nhắc về người bạn đời lý tưởng để mình mở lòng ra với những sự lựa chọn xung quanh mình. Lá bài kế tiếp là lá bài đại diện cho những chướng ngại vật bạn phải vượt qua. Tất cả nằm ở cái quan điểm cách nhìn của bạn về một cái người yêu lý tưởng. Bởi vì bạn muốn tìm một cái người đó đồng điệu, không bất đồng với bạn. Cái gì cũng giống bạn hết, nhưng mà sai rồi các bạn. Cái vấn đề bạn phải học là đối lập là sự không hút. Bởi vì có thể bạn là một người có ảnh hưởng trong cuộc sống, nhưng mà bạn phải kết nối với mọi người, chứ không phải sử dụng cái quyền lực của mình để đạt được mục đích. Và dường như bạn có tất cả về danh tiếng và tài sản, bạn ngồi trên cái ngai vàng của mình, được bao bọc xung quanh rất là tốt. Có thể bạn hiện tại đã có tất cả mọi thứ, tiền tài, danh tiếng, tài sản, bạn được có một nền tảng rất là vững chắc. Và cái điều này chứng tỏ là bạn phải cần cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn, làm việc chăm chỉ để được đền đáp. Và những gì bạn đạt được sau này là do những cái bạn phấn đấu, và bạn có quyền tự hào về những thành tích đó. Bởi vì có thể bạn là một người rất là thành đạt rồi, rất là ổn định rồi. Bạn là một cái người rất là chăm chỉ trong cuộc sống này. Bạn rất là hào phóng nữa. Nhưng mà bạn bị một cái là bạn rất là bảo thủ và có thể cứng đầu. Do đó là bạn phải là một cái người biết là cung cấp cái sự ổn định và bình an. Có thể là bạn bị thẳng thắn quá trong cái mọi vấn đề. Do đó tình cảm của bạn cảm thấy hết trục trặc. Cái vấn đề là mình nên đừng có quá thẳng, đừng có bảo thủ, đừng có cứng nhắc trong tình yêu. Bạn rất tốt, bạn có thể làm tất cả mọi thứ cho mối quan hệ. Bạn biết nuôi dưỡng nơi bạn thấy sự trung thành và trung thủy. Bạn chăm sóc cho người yêu của mình rất là trọn đời. Nhưng mà cái bạn làm bị gặp là bạn gặp khó khăn trong cái việc thể hiện cảm xúc của mình, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của mình đối với người yêu của mình. Do đó bạn cần phải thể hiện nhiều hơn để cho đối tác của bạn cảm thấy được an toàn và chăm sóc. Mình hành động nhưng mình không biết thể hiện cảm xúc thì nó cũng khiến cho tình cảm đi xa các bạn. Và bạn phải nên tìm kiếm sự ổn định trong bản thân của mình. Bây giờ bạn hãy chia sẻ cái điều đó với những người mà bạn muốn yêu, muốn gặp mặt để thể hiện sự trưởng thành của mình. Bạn phải đại diện gặp một cái ai đó để bạn biết được những phẩm chất tốt đẹp của họ và chấp nhận họ để bạn có một cái mối quan hệ nền tảng đáng tin cậy và ổn định hơn. Bạn rất là giàu có trong thế giới vật chất rồi, nhưng bạn cần phải là lúc mình chăm sóc hơn về khía cạnh tinh thần. Lúc nào mình cũng phải mở rộng tầm nhìn, kết nối với những cái khía cạnh tâm linh mà mình có thể kiếm được. Điều này sẽ làm phong phú cuộc sống của bạn hơn rất là nhiều, mà chủ nghĩa vật chất không bao giờ đem đến được cho bạn. Và lá bài thứ ba sẽ là lá bài thể hiện về cái kết quả cũng như là tiềm năng cho bạn phải làm gì để có được tình yêu. Và bởi vì bạn là một cái người rất là mạnh mẽ, bạn thể hiện cái sự quan giả và tự do của bạn rất nhiều, đại diện cho bạn là một người tràn đầy sức trẻ. Bạn hiện thân trong cái người hoạt bát và đấu tranh cho công lý và có ý định rất là tốt trong cuộc sống này. Ở trong bạn có một cái năng lượng và sẵn sàng theo đuổi ước mơ và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bạn đứng trên rất cao, bạn có mọi thứ cần để thúc đẩy và đạt được bất kỳ cái mục tiêu nào trong cuộc sống mà bạn muốn đạt được. Bạn là một người truyền cảm hứng rất là nhiều, rất là tự tin và rất là công bằng nha. Nhưng mà bởi vì bạn quá trẻ, sức trẻ bạn quá nhiều, do đó bạn rất là thiếu kiên nhẫn để bạn tập trung hơn. Bởi vì bạn sẽ rất dễ bị lôi cuốn vào cái tình huống tranh luận. Bởi vì do cái đầu bạn quá nhanh nhẹn, bạn sử dụng cái thông minh của mình để bạn chống lại những cái sự bất công. Bạn đàm ra những cái khung cảnh để cho những cái người đó dễ gây xung đột. Mà khi cái sự xung đột này diễn ra vậy là không có cần thiết. Điều bạn cần là bạn phải hãy kiên nhẫn và suy nghĩ trước khi những gì bạn nói. Và đừng để lôi kéo vào những cuộc tranh cãi không đáng có. Đây là một người bạn biết là bạn là người rất là công bằng, bạn chống lại sự bất công, nhưng mình phải khéo léo hơn. Bởi vì biểu hiện sự bảo vệ và cảnh giác, nhưng mà mình cũng phải thể hiện mình là một cái con người biết suy nghĩ, có tính kiên nhẫn và biết lắng nghe, ham học hỏi và biết giao tiếp hơn trong cuộc sống, để mình không có bị cái nóng tính của mình, cái háo thắng của mình nó gây hại cho mình và những cái mối quan hệ sau này. Và nếu như bạn biết suy nghĩ sâu sắc hơn, bạn có thể thể hiện bộc trực và thiếu nhạy cảm rất là nhiều, dẹp bỏ đi cái tính mà cô đơn và
cọc cằn của mình khi bạn tranh đấu hoặc tranh luận với ai. Và cái vấn đề bạn hay rất là trung thực ha, bạn hay đứng lên cái lẽ phải lắm, do đó bạn hay đấu tranh cho chính bạn và người khác. Cái điều này nó làm cho bạn được trao quyền và cũng như đạt được những cái thành tựu trong cuộc sống của mình. Nhưng mà nhớ là cũng phải suy nghĩ trước khi mình tranh luận với ai, đừng có gây cố ý làm tổn thương người khác là có không được ha các bạn ơi. Cũng như vậy luôn, trong tình yêu, nếu bạn để cho xung đột trong cái mối quan hệ khi các bạn bị cuốn vào cái chuyện tranh cãi không cần thiết, thì bạn hãy đấu tranh với góc nhìn của bạn về những điều quan trọng, nhưng đừng để những cái bất đồng nhỏ trở thành một cuộc tranh cãi lớn toàn diện. Mặc dù có thể những tranh cãi đó của bạn có ý định là tốt, bạn đúng đó, nhưng mà bạn có thể làm tổn thương cái đối tác của mình, bạn gây ra sự thất vọng và bực bội do những cái hậu quả, những cái lời nói, những cái sự tổn thương của bạn gây ra. Bạn đừng có đào sâu quá nhiều về gốc rễ của vấn đề. Cái làm việc cùng nhau để mình khắc phục đó, mình hãy cứu vãn cái mối quan hệ và hợp tác hơn. Đừng có đặt tính cách trẻ con của mình để tìm kiếm cái chung, tìm kiếm cái sự háo thắng trong cuộc đời của mình. Và để có tình yêu thì bạn phải sẵn sàng đi gặp cho mình những bạn hò, tập trung vào việc chăm sóc. Và các bạn cũng cẩn thận là đừng có làm việc quá sức ha, phải quan tâm đến sức khỏe có nhiều hơn. Hãy nhẹ nhàng nè, để cho mình cảm thấy mình cân bằng trong cuộc sống của mình. Và bạn hãy tập trung vào những cái gì bạn mong muốn, chứ không phải tập trung vào những gì bạn thiếu. Bạn sẽ thu hút những điều tốt đẹp đến với mình như một cái thổi nam châm vậy đó, khi mà bạn biết được là mình phải thực hiện một cái tư duy tích cực, tự tin nhất có thể. Bạn phải nâng cao về cái giao tiếp của mình với vũ trụ và những cái tôn giáo và tinh thần của mình, tham dự một cách rất là nhiệt tình trong với những người xung quanh để tạo ra một mối liên hệ, một cộng đồng lớn về tôn giáo, về tinh thần, về tâm linh. Từ đó bạn tăng lên cái khả năng nhạy cảm về tâm linh của mình. Cái điều này khi bạn kết nối với tâm linh, tin tưởng vào lực hấp dẫn, bởi vì cái điều bạn cần là cần phải suy nghĩ về lực hấp dẫn, nó sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của bạn và gây ra những hiệu ứng nó đối với cuộc sống của mình rất là hiệu quả nha các bạn. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.